quân tại sự tác ông hả? Hãy chuẩn bị chiến đấu, ta vào báo với chúa thịnh. Hỡi các ma quân tướng sĩ, đừng để chúng ta kéo quân lên Bắc Hà để giết chính phủ, cứu an sở tắc. Toàn quân nghe lệnh, tổng tiến công. Quân hỗ trợ, hạ quân thủ quân, đồng lòng tiến công, tiến công. Chính là Long Dương, tướng quân Nguyễn Huệ. Thì ra ngươi chỉ là giặc cỏ. Nếu ngươi không muốn chết thì hãy quỳ xuống đầu hàng. Một danh tướng như ta thà chết chứ không đầu hàng. Được, ta sẽ hóa kiếp cho ngươi.
Các tướng ở lại, để ta vào điện vào ý kiến với vua. Thưa tướng quân, chúng tôi không thể để tướng quân đi một mình. Không sao, ta ra bắt lần này để phò Lê Diệt Trịnh, chẳng lẽ nào đức vua lại đối xử khác với ta? Nhưng thưa tướng quân, người yên tâm, các tướng yên tâm. Ô hoàng thượng, Long Nhương tướng quân xin ý kiến hoàng thượng. Cho mời tướng quân vào. Mời Long Nhương tướng quân nhập điện. Dạ. Nguyên nguyên quá. Đáng sợ thiệt. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Trẫm miễn lễ, mời tướng quân lên đây ngồi gần trẫm. Thưa hoàng thượng, thần không dám. Tướng quân đừng có ngại, tướng quân hãy đến ngồi gần trẫm cho trẫm vui mà. Chẳng hay trẫm làm điều gì mà sai ý tướng quân hay sao vậy? Dạ không có. Thưa hoàng thượng, nếu hoàng thượng đã nói vậy, thần xin được mạn phép. Tướng quân cứ ngồi đi. Đội ơn hoàng thượng. Tướng quân biết không, trẫm tuy tuổi già sức yếu, nhưng mà nghe tướng quân đến đây, trẫm ra đây đón tiếp tướng quân. Bởi vì trẫm biết rằng tướng quân đã đem hết tấm lòng của tướng quân để phục vụ cho cơ nghiệp của nhà Lê ta. Vương tâu hoàng thượng, phù Lê Diệt Trịnh là tâm nguyện của thần. Nay thần được hoàng thượng ban ơn diện kiến là phước đức của thần. Xin đội ơn hoàng thượng. Thần đưa quân ra đây bảo vệ cơ ngơi của nhà Lê, từ lâu bị bọn Trịnh đảng xâm hại, chứ chẳng có ý gì khác. Xin hoàng thượng cứ yên lòng. Công đức của tướng quân vô cùng to lớn, cả triều thần không ai sánh bằng tướng quân được. Cho nên trẫm quyết định là trẫm sẽ phong tước hậu hĩnh cho tướng quân. Tướng quân đừng có gì đức khiêm cung mà phụ rãi tấm lòng của trẫm nha. Xin đội ơn. Quân thần hãy nghe đây. Này, trẫm ban cho Long Nhương tướng quân tước hiệu quyền soái phù chính dực vận quy quốc công. Xin đội ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Khu vườn này đẹp là nhờ bàn tay chăm sóc của công chúa. Công chúa đẹp như những đóa hoa này vậy. Ngươi quá khen rồi đó. Nô tỳ không dám. Bẩm công chúa,
có ngài Dư Kỳ đến tìm công chúa. Tìm ta có việc gì vậy? Bẩm, thần không được biết, nhưng ông ấy đích thân đến đây chắc phải có chuyện hệ trọng. Mời ông ấy vào đi. Dạ. Dạ bẩm hoàng cô. Tìm ta có việc gì? Hoàng thượng đang lâm trọng bệnh. Thần nghe ông Chỉnh nói hoàng thượng đang định gả hoàng cô cho Nguyễn Huệ đó. Vậy sao? Phụ hoàng, phụ hoàng, chẳng hay long thể của phụ hoàng có điều gì bất ổn. Ta biết không còn sống được bao lâu nữa, ta lo cho con hãy đến gần bên ta. Không, phụ hoàng đừng nói vậy, phụ hoàng sẽ khỏi bệnh mà. Ta sắp về với tiên đế rồi mà ta thấy con chưa yên bề giá thất. Khiến lòng dạ của ta không yên, không yên. Ngọc Hân con. Dạ. Con là vị cứu tinh của cơ nghiệp nhà Lê, con biết không? Ý phụ hoàng là sao? Ta sẽ gả con cho Nguyễn Huệ. Không đời nào, con không thể nào lấy hắn được. Hắn chỉ là một tên gió biệt vô học. Ngọc Hân con, đó là cao kiên của Nguyễn Hữu Chỉnh đó con. Xin công chúa cứ yên lòng, thời thế đã biến thần thành người của nhà Tây Sơn, nhưng lòng thần lúc nào cũng thuộc về nhà Lê. Trong tình thế như hiện nay, nhà Lê muốn đứng vững thì phải dựa vào Nguyễn Huệ. Thần đã nghe người ta nói nhiều về quy quốc công Nguyễn Huệ, ông ta cũng có những sai trái, nhưng thần nghĩ trong tình thế như hiện nay, ông ta là người đạp đất phá trời, tài cao chí lớn, ông ta rất xứng đáng là phò mã của nhà Lê. Trong lần ra Bắc Kỳ này, ông ta quyết tâm diệt trịnh phò Lê. Nhưng chưa có gì là bằng chứng để có thể tin tưởng vào lòng dạ của hắn trung thành với nhà Lê ta. Thần nghĩ trong tình hình như hiện nay, nếu Nguyễn Huệ muốn làm vua thì ai ngăn cản nổi. Cho nên thần nghĩ công chúa hãy theo gương người xưa, lấy tấm thân cành vàng lá ngọc để bảo vệ giang sơn xã tắc. Ngọc hơn con, con phải đứng ra cứu lấy cơ nghiệp của nhà Lê ta con à. Tàn nát hết rồi con ơi. Chà qua đặt tội đối với tiên đế rồi con à. Phụ hoàng, con xin phụ hoàng cho con được nghỉ ngơi dài hơn. Ngọc Hân con, cha bằng lòng. Dạ. Ê, đánh bạc xuống cả ngày rồi buồn quá. Mê đánh bạc có ngày phải chết đói đó. Hồi nãy á, tao nói với nàng à, đặt tài đi. Nàng không chịu đặt, bắt tao đặt xỉu. Nếu như đặt tài á thì mình trúng lớn lắm. Nàng bắt tao đặt xỉu cho nên thu hết tiền. Tao bắt đền nàng đó. Đền đi. Đền cái gì mà đền? Chàng chơi thua hết tiền rồi, thế không có tiền để đưa cho chàng nữa đâu. Đền ta. Đền đi. Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi có biết ta là ai không? Đi chỗ khác nói chuyện đi. Nhưng nhà ngươi là ai? Hả? Ông Trịnh Bồng. Ông còn sống hả? Mà tại sao ông dám về đây? Ông không sợ bọn Tây Sơn sẽ giết ông sao? Ông cầm đỡ số bạc này, hôm khác chúng ta sẽ gặp. Nè, nếu sau này ta lên làm vua, ta sẽ phục hồi lại trên phủ. Có khi ông lại cần đến tôi. Mình có bạc rồi, mình đi chơi tiếp đi.
Đi, đi. Ê, vui lắm, qua bên kia xem đi. Hôm nay hai người thấy có vui không? Thưa tướng quân, vui lắm. Chinh chiến bấy lâu nay mới có lúc thảnh thơi như ngày hôm nay. Tụi đánh tao ghê á. Ghê quá rồi. Đánh trọc bọn dám bước kìa. Ghê quá hả? Ghê quá. Nhìn sợ quá hả? Ừ, đúng á. Ghê thiệt á. Hay quá à. Công chúa ơi, mình đi đi công chúa. Đi đi. Được, đi. Nè, qua bên kia kìa. Ghê quá. Ô công chúa ơi, hả? Bên kia đông người quá, qua bên đó chơi đi. Công chúa ơi, thôi mình về đi, trời cũng đã khuya rồi đó. Thôi mà ở lại chơi chút xíu nữa đi công chúa. Thôi khuya rồi, chúng ta về đi. Công chúa. Trời ơi, người nào cũng đẹp hết. Không. Dạ vậy. Cười ké phải không? Các người là ai vậy? Ta là Công tử Bàng Quan. Công tử Bàng Quan à? Cái vùng này ai nghe đến tên ta cũng đều sợ hãi. Từ đứa con nít cho đến người lớn, nghe tới Công tử Bàng Quan là mồ hôi đổ nườm nượp nườm nượp. Cho ta hỏi, chẳng hay cao danh quý tánh của nàng là chi? Và đúng lắm. Hãy cẩn trọng lời nói của người đó. Người có biết ai đang đứng trước mặt người không? Đố ta, đố ta. Ba cô nàng, hai người xấu người đẹp, đố gì nữa? Trước mặt ngươi là công chúa Ngọc Hân đó. Hả? Công chúa? Vậy ta là hoàng tử Bàng Quan. Công chúa về này không ngủ sao đi lang thang gì công chúa? Sau này quân Tây Sơn của ra Bắc thì công chúa cũng như người dân thường thôi, chẳng khác nào ở lại đây cùng ta kết tóc xe dương. Ở lại đi. Muốn gì được nấy. Có kẻ hầu người hạ. Muốn cái gì được cái đó. Tôi nói, tôi hứa là có. Ngươi đáng đời nhà ngươi. Cha mẹ ta sanh ra chưa dám tán ta một bạt tay, vậy mà con ả này tán ta. Bay đâu? Dạ. Dẫn ả áo xanh về nhà cho ta. Dừng lại. Ai? Dừng cái gì mà dừng? Ai? Câm miệng. Công chúa thiệt rồi mấy ơi. Lão sư. Dạ. Xong rồi, xong rồi. Công chúa thiệt rồi. Khải bẩm công chúa, thần đã đi tìm công chúa. Nhà ngươi muốn bắt ta nộp cho Nguyễn Huệ chứ gì? Đừng hòng. Xin công chúa đừng hiểu lầm, thần lúc nào cũng bảo vệ công chúa. Ông bảo vệ ta mà để cho bọn lưu manh này sùng sãi với ta như vậy sao? Quân bị đâu? Dạ. Dạ. Mang chúng đi chém cho ta. Dạ. 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 Công chúa tha mạng. Chém chúng cho ta. Công chúa ơi, tha mạng, đừng có chém công chúa ơi. Công chúa ơi. Ông Chỉnh, bọn chúng đã biết sợ rồi, chỉ nên cảnh cáo chúng thôi. Khải bẩm công chúa, một lời đã nói, bốn con ngựa không theo kịp. Chém. Tất cả dừng tay. Người là ai? Ta đã chứng kiến tất cả sự việc. Ta rất cảm kích tấm lòng của công chúa. Lão Sược, bắt hắn cho ta. Quốc công à, thật xin quốc công tha tội. Hai ông hãy đứng lên đi. Dạ. Đứng lên. Dạ. Công tử các người quá lắm, ỷ thế làm quyền, bắt nạt dân lành. Đội ơn quý quốc công cứu mạng, kể từ nay tôi xin chừa. Hôm nay ta tha chết cho các người. Dạ. Hãy đi đi. Dạ. Đội ơn quý quốc công. Đội ơn quý quốc công. Về. Về. Đội ơn. Đội ơn. Đội về lúc nào quên rồi. Hôm nay công chúa đi chơi có vui không? Đội ơn quốc công đã cứu mạng,
Tôi xin phép cáo từ. Nguyễn Hữu Chính. Có thần. Ngài hãy hộ tống công chúa hồi cung. Xin mời công chúa. Bẩm công chúa, có tướng quân Nguyễn Huệ đến. Cho ta xin lỗi, đã cắt dòng cảm hứng của công chúa. Mời tướng quân ngồi. Hôm nay Huệ ta thật là cảm kích khi được công chúa tiếp đón trong một khung cảnh thơ mộng như thế này. Ủa, công chúa viết đó à? Nét chữ mềm mại, tao nhã và đầy ý tứ. Ý tứ gì vậy tướng quân? Tướng quân có thể lý giải cho ta nghe được không? Đây là hai câu thơ của sứ thần nhà Tống, là Lý Giác. Tức cảnh sinh tình mà xuất khẩu thành chương. Khi được sư pháp thuận, theo lệnh của vua Lê Đại Hành, tiếp kiến tại chùa Sách Giang. Tướng quân làm cho thiếp thật bất ngờ. Tướng quân cũng rành rẽ cả thơ ca của người xưa nữa à? Chuyện nhỏ thôi mà. Nếu công chúa không phiền lòng thì Huệ tôi xin được mạn phép viết tiếp hai câu nữa của sư pháp thuận cho được trọn bài. Tướng quân đọc thì còn gì bằng. Xin mời tướng quân. Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nga. Bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Bài thơ tao nhã thanh thoát, cảnh vật và lòng người hòa quyện như tình của chúng ta. Bây giờ Huệ tôi xin được đưa công chúa đi dạo một vòng quanh hồ, không biết ý công chúa thế nào? Đi đi công chúa. Và công chúa Ngọc Thần được vạn niên hạnh phúc. Vạn niên hạnh phúc. Huệ tôi từ Tây Sơn đưa quân ra Bắc Hà, ngoài việc phò Lê diệt Trịnh, không hề mưu toan tranh bá Đồ Dương, tham quyền cố vị. Nay được hoàng thượng sắp phong chức quy quốc công của Lê triều,
lại được tứ hôn, gả công chúa Kim Chi Ngọc Diệp nhận làm phò mã, đại ân đại đức này huệ tôi khó mà trả được. Quy Quốc Công hà tất phải khiêm nhường? Công chúa nhà Lê được sánh duyên cùng người anh hùng hào kiệt đất Tây Sơn, chẳng phải là tương đồng dạng hạnh đó sao? Dạ bẩm Long Nhương tướng quân, hoàng đế Lê Triều Anh Minh mới nhận Long Nhương tướng quân Tây Sơn làm phò mã. Sự kiện đại sự này đã ghi một điểm son vào trang sử. Kính chúc hoàng thúc và hoàng cô bách niên giai lão. Bách niên giai lão. Đây là đô đốc Vũ Nhân Nhậm, phò mã của hoàng huynh Thái Đức Nguyễn Nhạc. Xin chúc mừng kỳ duyên thiên định, hạnh phúc vạn niên. Hạnh phúc vạn niên. Thưa tướng công, giờ đây thiếp đã là người của chàng, thiếp xin nguyện theo chàng đến cung trời cuối đất, nâng khăn sửa túi cho chàng, cùng chàng chia sẻ ngọt bùi, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Xin tướng công nhận cho thiếp hai lại này và cùng uống với thiếp ly rượu hợp cẩn giao bôi. Ta nhận. Nhớ phải ra tay cho thật nhanh gọn. Ai giết được Nguyễn Huệ sẽ được trọng thưởng. Dạ. Đi. Tướng công, có chuyện gì vậy? Đại yên tâm, để ta ra xem sao. Tô gan, bọn nào vậy? Thưa đại dương, đây có thể là thuộc hạ của Trịnh Bồng. Vậy người hãy tăng cường canh gác cẩn mật. Dạ. Hoàng huynh, hiền đệ. Hoàng huynh, đệ phải bí mật ra đây để gặp hoàng huynh, mong hoàng huynh thông cảm. Đệ mong là huynh đừng làm gì nặng nhẹ công chúa. Nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu, đệ biết câu đó mà. Ngươi tự tiện làm đám cưới với họ, không báo ta một tiếng, vậy là sao? Vậy là sao? Quyền huynh thấy phụ, ngươi làm ta mất mặt quá mà. Xin hoàng huynh tha lỗi, đệ không dám thất lễ. Nhưng đặt nổi đường xá xa xôi quá, đệ xin phép cho công chúa Ngọc Hưng được ra mắt hoàng huynh. Đệ nghĩ huynh đã mê muội người ta quá rồi. Nhưng mà huynh đâu có biết là huynh đã lọt vào mỹ nhân kế. Người ta chỉ lợi dụng huynh để mà bảo vệ ngôi báo của người ta mà thôi. Hoàng huynh, hoàng đệ, đừng nghĩ vậy. Công chúa Ngọc Hân là người sống có tình có lý. Để lấy được nàng cũng là điều may mắn cho nhà Tây Sơn chúng ta. Trời ơi, còn ca ngợi họ nữa, không biết có lợi hay là có hại. Tất nhiên là có lợi rồi. Hoàng huynh, có chủ quan quá hay không? Ta cất công ra đây
chủ yếu là gọi đệ về. Ta không muốn nhà Tây Sơn mất đi một người. Tình thế Bắc Hà lúc này cũng đã ổn. Thôi, mau thu xếp trở về. Thưa Hoàng Huynh, chắc gì đã ổn. Vua cũ chưa mất, vua mới chưa thay. Loạn đảng vẫn còn, sao gọi là ổn? Đệ phải dứt khoát giữa hai con đường. Một, đệ còn coi mình là Long Nhương tướng quân do hoàng đế phong tặng. Hai, đệ là phò mã của nhà Lê, tùy đệ định liệu. Cảm ơn Hoàng Huynh đã chỉ bảo, đệ biết làm gì mà. Hoàng Huynh, Hoàng Huynh đi xa đã mệt rồi, không nên lao tâm tổn tướng nữa, phải nghỉ ngơi đi dưỡng sức chứ. Chào Huynh. Chàng có chuyện gì buồn bực vậy? Nói cho thiếp nghe được không? Ta sẽ phải trở về Nam. Nàng có theo ta không? Tấn công, dù chàng có đến chân trời góc biển thì thiếp cũng nguyện theo cùng chàng. Ta hiểu tấm lòng của nàng đối với ta. Nhưng lòng ta đang phân vân. Nếu nàng theo ta về Nam, phụ hoàng ở lại sẽ như thế nào? Dạ bẩm quốc công, bẩm công chúa, hoàng thượng đã băng hà. Hả? Phụ hoàng, phụ hoàng. Ngọc Hưng, Ngọc Hưng, Ngọc Hưng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, hai khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hai khanh có việc gì khẩn cấp, cứ việc trình tấu. Muôn tấu hoàng thượng. Hoàng thượng đã ngự trên ngai vàng mà lại để cho truyền nhân họ Trịnh phải sống trong cảnh phiêu bạc. Nhưng họ Trịnh cậy quyền ý thế, ức hiếp phụ hoàng ta. Muôn tấu hoàng thượng. Nhưng giặc Tây Sơn đem quân xâm lăng bờ cõi thì ai đem quân chống giặc để bảo vệ nhà Lê nếu không phải là họ Trịnh? Tất nhiên là Trịnh Khải rồi. Nhưng ông Trịnh Khải chỉ lo bảo vệ cho dòng họ của ông ta mà thôi. Còn Nguyễn Huệ chỉ đánh giặc Trịnh chứ không có trừ Lê. Muôn tâu hoàng thượng, Nguyễn Huệ đã rút quân về phía Nam. Bây giờ bên cạnh hoàng thượng chỉ có Trịnh Bồng. Vậy hoàng thượng chọn Trịnh Bồng hay là Nguyễn Huệ? Sao không? Trịnh Bồng. Tất nhiên là ta chọn Trịnh Bồng rồi. Vậy ta sẽ ban cho Trịnh Bồng tước ứng đô dương và phục hồi phủ chúa. Truyền bái chào. Tạ ơn hoàng thượng. Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ đó. Ra hết đi, ra hết đi. Xin tướng quân tha lỗi, xin tướng quân tha lỗi. Nguyễn Hữu Chỉnh, ta đã dạy ông không ngại khó khăn, đem quân ra bắt, giết Trịnh, dựng lại cơ nghiệp của nhà Lê. Này vua mới còn chưa yên, đáng lý ông phải ở lại đi cung phò. Tại sao lại bỏ đứt ngày ăn này? Xin ngài hãy lượng thứ, Trịnh này lúc nào cũng thuộc về nhà Tây Sơn. Trịnh này không muốn là kẻ mượn gió bẻ măng, chính vì thế Trịnh rút về đây. Xin tấn công hãy tha lỗi. Ông vừa nói là không mượn gió bẻ măng,
ông phải trả lời với tôi những vàng bạc châu báu triều đình ông đã dung dán thành của riêng mình là sao? Dạ xin ngài hãy bớt giận. Cũng chính là vì chính này không tính trước được tình thế Bắc Hà, thế là bọn Trình Bồng cũng quay trở lại đây. Chính vì thế thần mới mang hết của cải vật chất đi để cắt đứt sức mạnh của kẻ gian thần. Nếu chúa không để nói như vậy thì thần xin hiến tất cả cho công quỷ à. Ông đứng lên đi. Dạ. Ông hãy nhớ việc làm vừa rồi của ông đã để lại vết nhơ cho quân Tây Sơn trên đất Bắc này. Chúa công đôi chi phải, chính này thật là càng nghĩ à. Quân Tây Sơn đã hứa không nhận đất của nhà Lê. Ông là một cựu thần của nhà Lê, ông ở lại nơi này là hợp lẽ. Ông hãy biến đất Nghệ An này là chỗ dựa của nhà Lê. Dạ. Lời chúa công nói chí tình chí phải, chỉnh xin thề mang thân mình đền đáp công ơn của Tây Sơn. Xin ghi nhớ công ơn để suốt đời ạ. Được. Ông đừng làm ta thất vọng thêm một lần nữa. Dạ. Ta đi đi. Dạ. Tất cả chuẩn bị luyện tập bài hùng kê quyền. Dạ. Đa tạ lưu tướng quân. Đa tạ lưu tướng quân. Chào huynh. Hiện đệ, bài hùng kê quyền vừa mới sáng chế, dạy cho các nghĩa quân học tới đâu rồi? Tất cả binh sĩ tập rất nhanh và rất tốt. Tốt lắm, để cố gắng lên nha. Dạ. Công chúa, sao người thức khuya quá vậy? Quy quốc công mà biết được người là nô tỳ chết luôn á. Lòng ta đang bực rực, không sao chợp mắt được. Tình hình Thăng Long đang biến động rất xấu. Phải chi có tướng công của ta ở đây thì hay biết mấy. Công chúa ơi. Chuyện gì? Chạy, chạy. Hả? Chạy rồi. Đi theo ta. Công chúa à, chạy qua hướng này đi. Chạy đi. Nhanh lên. Đứng lại. Các người là ai? Đội người sẽ biết. Khai mau. Các ngươi là người của ai? Hả? Giết ta đi. Ngoan cố. Để ta quá chết cho ngươi. Dừng tay. Ngươi có phải là thuộc hạ của Trịnh Bồng không? Dạ. Tại sao những ngươi lại muốn giết ta? Ta có thù oán gì với nhà ngươi đâu. Kẻ hèn chỉ làm theo mệnh lệnh. Người ta cho rằng công chúa đã trở thành người của giặc Nguyễn Huệ. Lão, dám xúc phạm tới tướng quân. Những người có muốn nói gì nữa không? Kẻ hèn còn mẹ già và con thơ ở nhà, xin công chúa tha mạng. Thôi được, nhưng nhà ngươi phải bỏ Trịnh Bồng để về quê sinh sống làm ăn. Xin đội ơn công chúa. Ngươi đi đi. Nhưng công chúa hãy cấp tốc rời khỏi kinh thành. Vụ này không thành, hắn sẽ tìm cách khác. Bẩm công chúa, thần nghĩ hắn nói có lý. Ừ. Vậy ngay trong đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tướng quân đưa ta về Phú Xuân gặp tướng công của ta. Dạ. Bẩm tướng quân, thần đã đưa công chúa về rất an toàn bằng đường biển để tránh địch truy sát. Sáng nay công chúa đã khỏe và đang đợi tướng quân. Giỏi lắm, miễn lễ.
công. Tướng công, thiếp nhớ chàng. Ta hay tin bọn Trịnh Bồng quay trở lại, ta ngủ không yên, ta lo cho Hiền Thê. Tướng công, thiếp tưởng phải bỏ mạng về tay giặc. Ngọc Hiền, nàng hãy tha lỗi cho ta. Ta sẽ không để nàng xa ta nữa, sẽ mãi mãi bên cạnh nàng. Thôi, ta đi. Khởi kiệu. Lên đường. Xuân kỳ dị, có dòng sông Hương đẹp tuyệt vời. Thành phố Xuân, con sông Hương đầy thơ mộng, đang chào đón một công chúa Ngọc Hưng, đẹp nhất thành Thăng Long. Hôm nay tiết trời phố Xuân se lạnh rồi, nàng hãy khoác áo của ta. Trong thời chinh chiến, hiếm có dịp phu thê chúng ta được gần nhau như hôm nay. Đã tạo phản. Bẩm đại dương, Nguyễn Hữu Chỉnh lấy cớ tiêu diệt Trịnh Bồng, hộ giá vua Lê, thực chất là củng cố địa vị của hắn trên đất Bắc Hà. Thưa đại dương, từ khi vua Lê Chiêu Thống phong cho hắn chức đại tư đồ, thống lĩnh phủ chúa Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh dương dương tự đắc, hắn tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. Bẩm đại dương, hắn đã tự quên mình là bề tôi của Bắc Bình Dương ta. Hắn đã tự xưng hùng xưng đế làm vua một cõi. Bẩm đại dương, tôi vừa nhận được mật báo từ Thăng Long. Hắn đang cấu kết với Nguyễn Văn Duệ chống lại tướng quân, thay chân chúa Trịnh làm chủ Bắc Hà. Bẩm đại dương, chính là một tên giả tâm, một lòng hai giả. Trước mặt thì giả giả dân dân, sau lưng âm mưu tạo phản. Bẩm đại dương, Nguyễn Hữu Chỉnh là tên tội đồ, cần phải trừng trị. Xin đại dương hạ lệnh trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh. Tất cả nghe lệnh, trảm! Nguyễn Hữu Chỉnh, ngươi là tên phản đồ. Xin tướng công về nói với đại dương tha tội chết cho ta, tha tội chết cho ta, tha tội chết cho Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhà ngươi là một kẻ hai lòng. Nay nhân dịp Bắc Bình Dương của ta bận rộn ở phương Nam, ngươi giở trò tạo phản, hung bá một phương để chống lại đại dương không, ta. Không, không phải, không phải, không phải như vậy, không phải như vậy. Dạ không phải đâu. Ngươi là một kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Tội của ngươi đáng chết. Thế thời phải thế. Nguyễn
Hữu Chỉnh đã bị Tây Sơn giết rồi, hoàng thượng không có ai bảo vệ, nhà Lê sắp bị diệt vong. Dù sao Lê Chiêu Thống cũng là truyền nhân chính thống của nhà Lê ta. Vậy mà Nguyễn Huệ âm mưu phế Lê Chiêu Thống để tiêm ngôi vua, tức là tiêu diệt nhà Lê ta rồi. Không thể được. Công chúa là con cháu nhà Lê, công chúa phải bảo vệ nhà Lê mà khuyên chồng mình không được làm chuyện vô đạo như vậy. Nếu như ta khuyên mà mọi chuyện không thành thì sao? Phải giết. Hả? Ông Sáng. Dạ công chúa. Ông dám mở miệng ra nói những lời khó nghe như vậy với tướng công ta sao? Công chúa tha tội. Thôi được, dù sao công chúa cũng là hoàng cô của hoàng thượng. Thân có bổn phận phải nói thật với công chúa một việc, để công chúa kịp mà định liệu. Ta nghe. Hoàng thượng cầu viện với hoàng đế nhà Thanh đem quân sang tiêu diệt Nguyễn Huệ. Nếu có biết sẽ có người thân tín đến đón công chúa. Duy Kỳ, dám cổng rắn cắn ra nhà hả? Công chúa, lát nữa gặp Tôn tướng quân, ta không biết phải hành xử như thế nào đây, nên quỳ hay đứng? Tôn tướng quân là người đại diện cho hoàng đế Càn Long của nhà Đại Thanh, ta nên quỳ cho đúng nghi lễ. Quỳ à? Hầu nói đúng. Ta đang cần Đại Thanh diệt giặc Tây Sơn thì xá gì quỳ hay đứng. Ông Sáng có gì muốn nói không? Thần thiết nghĩ hoàng thượng là người đứng đầu thần dân trăm họ, không thể nào làm việc hạ mình như vậy được. Thần nghĩ bệ hạ không nên quỳ. Ông Sáng. Dạ. Ông chỉ biết một mà không biết hai, chỉ là việc tiểu tiết mà quên chuyện đại sự rồi. Tâu hoàng hậu, thần cố hết sức để cung phò nhà Lê. Ông im đi. Bẩm hoàng thượng, Tôn tướng quân đã đến. Hả? Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Lẹ lên hậu. Đi nhanh lên. Nghênh đón tướng quân. Tướng quân không ngại đường xa vạn dặm mang quân đến đây cứu viện, xin nhận hai lại để tỏ lòng thành kính đối với hoàng đế Đại Thanh và đối với tướng quân. Chúc Tôn nguyên soái an khang. Tốt lắm, bây giờ các ngươi hãy nghe chiếu chỉ của hoàng đế Đại Thanh ta. Thừa thiên hướng dẫn, hoàng đế Đại Thanh có chiêu, nay sắc phong cho Lê Chiêu Thống nước Đại Việt, tước hiệu An Nam Quốc Vương, được quyền thay mặt hoàng đế Đại Thanh cai trị trong suốt cơ cõi theo luật lệ của Thanh Triều. Bẩm lại soái, quân Tây Sơn mới chỉ giao chiến với loại kỵ binh tiên phong của chúng ta, đã không kịp cung cờ bỏ chạy. Đại soái vào Thăng Long như trống không người, quy danh Tôn nguyên soái dân lực bốn biển, xin chúc mừng ngài. Có soái sầm nghi đóng nói hay lắm. Hay lắm. Xin mời An Nam Quốc Vương cùng chư tướng càng trang mừng lại thang. Dạ, xin mời. Hôm nay là ngày đại hỷ của quân vương, ngày vừa được hoàng đế Đại Thanh sắc phong An Nam Quốc Vương. Thiếp xin chúc mừng hoàng thượng một chén cúc tử của thiên triều. Đa tạ hoàng hậu. Hôm nay trẫm mở đại yến tiệc này, trước là để tạ ơn Tôn nguyên soái đã giúp trẫm dẹp tan loạn Tây Sơn, sau là để tỏ lòng thánh phục hoàng đế thiên triều. Hầu thầy trẫm bước tới mời Tôn tướng quân một chén đi.
Dạ mời ngài. Mời. Kính mời tướng quân. La Tà hoàng hậu. Hoàng hậu của An Lâm quá là trang tuyệt thế dạ dân, có thể sánh ngang hàng với Tứ Lại mỹ nhân của Lại Quốc. Uống vậy không thể nào sai được à. Xuống. 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 Chiến tập tốt lắm. Xin đội ơn tướng quân. May nhờ có hoàng đế Đại Thanh thương tình mà ta còn giữ được ngai vàng. Ơn đức đó to lớn như trời biển. Đời đời ta nguyện ghi tâm khắc cốt. Nay ta tuyên bố, kẻ nào con cháu của nhà Lê nhưng ăn ở với Tây Sơn sẽ bị trừng phạt. Đàn bà có thai, mổ bụng. Đàn ông móc mắt, chặt tay chặt chân. Y lệnh. Lê Chiêu Thống trước quân Mãn Thanh vào xâm lược nước nhà, Nguyễn Huệ đã hội toàn quân Tây Sơn tại núi Bân, ưng theo ý trời, thuận lòng dân. Ngày 22 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi thiên tử, cải nguyên là hoàng đế Quang Trung năm thứ nhất, đứng lên lãnh đạo toàn dân, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Hôm qua hậu thấy sao trong tuyên chỉ của trẫm giữa triều thần Bá Quan Văn Võ? Hoàng thượng rất anh minh, nhưng chỉ có một điều quá khắt khe. Có phải hậu muốn ám chỉ điều trẫm đã quá nặng tay với các cựu thần nhà Lê đi theo loạn đảng Tây Sơn sao? Đúng vậy, điều này có thể đụng chạm đến hoàng cô. Hậu đã quên thái độ của hoàng cô đã có ý phản đối khi triều thần đưa trẫm lên ngai vàng à? Nhưng dù sao hôn sự của hoàng cô cũng do tiên đế chủ trì, hoàng thượng không nên chạm vào. Hậu lại quên hôm nay trẫm đã được thụ phong An Nam Quốc Dương do hoàng đế Mãn Thanh trao tặng. Ai đụng vào trẫm là đụng tới triều Thanh hay sao? Hoàng thượng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我会想刺他个死罪。第三只系一旦乌合之众，冇咩阻碍。第三只投降书，原是有何高见，望元帅俾意见。而交俾副帅沈仪东，总兵上许世英派兵镇守玉回殿，嚟保护兴隆城不安全。 西山军凭咩入城啊？玉回团就系远围之葬身之地。也偷睇。 Nhà ta có khách ạ. Con kính cẩn mời người ta vào ngay. Dạ. Thưa thầy, có khách khứa gì đâu. Chúng tôi cũng chỉ là môn sinh đến thăm thầy thôi mà. Hoàng đế Quang Trung. Miễn lễ. Ta cũng chỉ là môn sinh đến đây thôi mà. Dạ, hoàng đế. Dạ mời ông vào. Được quân sư hiến kế, tôi viết thư đưa sứ giả, đưa tận tay Tôn Sĩ Nghị, rằng tôi rất e ngại quay hùng của Đại Thanh, nên sẽ tự trói mình ra Thăng Long để tạ lỗi. Chắc có lẽ là Tôn Sĩ Nghị sẽ vô cùng khoái chí, hắn sẽ lơ là thiếu cảnh giác. Lần này tìm gặp quân sư, làm phiền quân sư một chuyện nữa. Quân sư có nhớ giám ty họ Đinh, vì cản ngăn Du Lê không nên cổng rắn cắn gà nhà, rước quân Đại Thanh vào nước ta, nên đã bị giáng chức. Muôn tâu, chuyện quan đề lĩnh ở Thăng Long bị giáng chức xuống làm giám ty, chuyên coi kho lương thực và kho thuốc súng thì ta có biết. Trước đây quân sư đã từng dạy học ở nhà của quan đề lĩnh, có đúng như vậy không? Dạ đúng vậy, hai chúng tôi biết rõ nhau lắm. Vậy tốt lắm. Lần này nhờ quân sư đích thân ra Thăng Long gặp quan giám ty họ Đinh, gửi mật thư của tôi kêu gọi ông ta hưởng ứng cuộc đại phá quân Thanh, có cả một kho thuốc súng trong nội thành, hưởng ứng cuộc tổng tiến công của ta sẽ là thượng sách. Sốc già trong những lúc khó khăn nguy hiểm, nhưng chàng không muốn thiếp theo thì thiếp xin dâng lời ở lại Phú Xuân. Giờ tin chiến thắng, không có thiếp bên cạnh, chàng nhớ bảo trọng nha. Nàng yên tâm, ta lúc nào cũng nhớ đến nàng. Ta muốn sớm mang về tặng nàng một món quà Đức Bắc. Ý nàng thế nào? Vậy
mùa xuân mới sắp đến rồi. Nếu như thiếp nhận được một cành đào của đất Thăng Long thì hạnh phúc biết mấy. Nàng sẽ được toại nguyện. Ta sẽ sớm mang về cho nàng. Ngũ niên duyên phận theo thánh đế, thiếp hổ thẹn lòng phận trời ban. Tự tay mai gấm thay bào chiến, tạ tội trước chồng báo hoàng ân. Nàng hãy bảo trọng. Xuất quân! Vào tìm ai ở trong thành? Dạ, ta có người thân trong thành, ta đem quà vào biếu. Gì đây? Kiểm tra. Rượu thơm đây, rượu thơm đây. Mỹ nhân, nàng đi đâu đây? Ơi, trong cơn loạn lạc, mua giúp giùm thiếp giờ rượu, uống cho ấm bụng nha quan. Cô đương đẹp. Anh hùng phải thức thời, tùy thời để lập công. Vận mệnh nhà Lê đã đến ngày tuyệt vọng, chúng ta nên biết đường giúp nước. Vua Quang Trung anh dũng khác thường, nay đem quân ra quét sạch quân Thanh, dày xéo đất nước. Vì vậy ngài tự viết tờ mật thư ủy thác cho tôi đem đến cho ông. Đây là cơ hội không nên bỏ lỡ. Kho lương thực, kho thuốc súng trong tay ông, nếu được phá hủy đúng thời điểm, chúng ta sẽ góp công lớn trong ngày đại thắng. Hoàng đế Quang Trung gia lâm! Hoàng đế Quang Trung giáng tuế! Giáng tuế! Giáng tuế! Hoàng đế Quang Trung giáng tuế! Giáng tuế! Giáng tuế! Giáng tuế! Bình thân tội lỗi hoàng đế. Quân tâu hoàng đế, dân làng rất vui mừng khi thấy đại quân Tây Sơn tiến ra đánh quân xâm lược để giải phóng cho thành Thăng Long. Dân làng có chút quà mọn để biếu quân Tây Sơn, xin hoàng đế nhận cho. Xin đa tạ dân làng. Đa tạ hoàng đế. Dân làng ơi, hoàng đế nhận quân rồi. Thank you.
tôi kính chào hoàng đế. Huệ tôi rất vui được tiếp đón các bộ lão. Dạ, chúng tôi xin theo hoàng đế đến dạ. Vậy là trời giúp ta rồi. Các bộ lão có cao kiến gì không? Dạ, chúng tôi đưa bầy trâu này tới nhằm đạp đổ địa lâu của giặc để mở đường cho quân ta đỡ tông hào. Cao kiến rất hay, được các bộ lão tham gia, quân giặc chắc chắn sẽ bị đánh bại. Đa tạ hoàng đế. Hỡi các bá quân tướng sĩ, bá quân tướng sĩ phải ăn cho thật no, bỏ lại tất cả lương thực rồi nêu. Chúng ta hạ quyết tâm mùng năm Tết ăn Tết trong trận ngọc thôi. Giờ này hoàng đế và đại quân Tây Sơn đã tiến đến đâu rồi? Đầu của các bộ lão đã phá tan bãi địa lôi của giặc, mở đường cho quân ta tiến lên. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi tất cả nghĩa quân, nghe lệnh của ta, tấn công đồn Ngọc Hồi. Toàn đội thần công đại pháo nghe lệnh, đại pháo đồn Ngọc Hồi khai hỏa. Thần công
Anh vui tôi xây sang quanh trình cung, xây sang khám anh lượng lũ thú tàu đường tên thanh lạ. Ai đi trên cầu tôi đây. Thư lệnh hoàng đế Quang Trung, còn đội quân thủ Tây Sơn xạ kích sau đợt nổ của thần công. Xạ kích sẽ biết đâu là xe, đâu là châu chấu. Tiến lên.
quay, đáng cầm bị ngon. Dạ. Ta giải quyết đâu yên người.将军都被杀埋，我三名大将都被杀埋，啦！咋？禀现在，请赐我1000精兵，代我上任杀敌，我祭要拿演为个首级。<笑>杀鸡就使唔用康牛刀啫，请将军唔使气上心头。 因为你系第一勇士啊嘛！吉宝，禀元帅，西山军运用火龙法术。火龙紧？上边都冇留西山军，天劫我呀！国将你跟过嚟。啊！火龙紧？ 西山军得到火龙阵嘅保护，我将你捆绑翻逃生。好啊！我要捆绑架啦！元帅已经下令奇威，青龙阵已逃生，两只塔都爆埋啦！咁结束啦。 không lê chân lên được nữa hầu ơi, cảm thấy xác quân Mãn Thanh mà kinh khiếp vô cùng. Tôn sĩ nghĩ chỉ là viên tổng đốc hữu dũng vô mưu, hắn để cho 10 vạn quân Nguyễn Huệ đánh tan nát 20 vạn quân Mãn Thanh, thật là ô nhục mà. Thiệt là ô nhục. Đi hầu ơi, không quân Tây Sơn đuổi kịp bây giờ.
Thưa hoàng đế, đêm qua khôi đàn đã bùng nổ, kinh thành rối loạn. Nguyễn Lễ. Dạ. Khen hay sĩ tử Nguyễn Thiếp, khen hay giám ty họ Đinh. Thời cơ đã đến. Tổng ty cơ. Cùng với đời kia sẽ gì? Trên công! Có chuyện gì? Trên công! Muốn lấy một kẻ vô danh chữ tốt. Ta là hoàng đế Quang Trung. Quang Trung. Nguyên soái người đã chặt cầu phao thí mạng ngươi và các quân sĩ. Ngươi hãy mau đầu hàng đi. Ta là Lỗ Xích, đệ nhất dũng sĩ trưởng thành. Ta chết chứ không đầu hàng. Khá lắm. Dẫu sao nhà ngươi cũng xứng đáng là một dũng sĩ. Hơn tôn suy nghĩ hèn nhát đã tẩu thoát. Tháo chạy bỏ đi. Để coi tài nghệ của hoàng lấy ăn làm tới lâu. Quân Thành đang ngập sông Nhị Hà, Bảo Loan biến nước sông Hồng trở thành dòng sông máu, đánh dấu sự thảm bại của 20 vạn quân xâm lược Mãn Thành, đồng thời đánh một dấu son chiến công vĩ đại của hoàng đế Quang Trung. Bẩm hoàng đế Quang Trung, ngài vua mới chính là vua, ngài chỉ huy binh lính đánh tan quân xâm lược, còn Lê Chiêu Thống cộng răng cắn gà nhà. Xin đa tạ. Xin đa tạ công làng. Hoa đào Bắc Hà tuyệt đẹp. Bẩm hoàng thượng, 20 vạn quân xâm lược đã bị hoàng thượng đánh cho tan tành không còn manh giáp. Dân chúng Bắc Hà vô cùng kính phục một thiên tài đã giải phóng cho đất Thăng Long. Thần có chút quà bọn xin được kính dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cha con tiện dân thật hạnh phúc khi được kính dâng lên hoàng thượng cành đào Bắc Hà này. Kính mong hoàng thượng nhận cho. Dạ, kính dâng lên hoàng thượng. Dạ. Tây Sơn lòng yêu nước quyết phá giặc thanh. Nam Sơn cùng theo bước ông về cầu nước non. Quân ta đã đại thắng. Tấn công của ta.
chúa công đã gửi cành đào từ Thăng Long về cho hoàng hậu như lời người đã hứa trước lúc xuất quân. Hoàng đế Quang Trung giáng cơ! Gần 3 thế kỷ kể từ ngày vị anh hùng áo vải đất Tây Sơn qua đời, tại bản địa nơi chôn nhau cắt rốn của ngài đã mọc lên một đền thờ tưởng niệm hùng vĩ, hương khói ngút trời trong ngày đại lễ hàng năm. Cả trăm ngàn người Việt đã hội tụ về đây để dâng hương và thành kính hoàng đế Quang Trung, người đã được quốc tế tôn vinh ca ngợi là một trong những thiên tài quân sự của nhân loại. Tây Sơn lòng yêu nước quyết phá giặc Hán.